Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kiro đây. Và chào mừng các bạn đến với Mini World cập nhật đại dương. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với bạn 5 điều thú vị ở trong cái phiên bản cập nhật lần này. Chắc chắn là nó thú vị luôn mọi người ạ. Và các bạn hãy thử xem là những cái điều thú vị này là gì nhé. Và trước khi vào nội dung chính thì mong các bạn bỏ ra 3 giây để bấm like video cũng như là ấn đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Và let's go thôi nào. Ok, điều thú vị đầu tiên là chúng ta sẽ cập nhật thêm một loại vòng hoa mới. Ở phần cập nhật đảo bay thì chúng ta có một vòng hoa là thu hút những loài bướm ha. Nhưng mà ở cái phần này thì chúng ta sẽ có một cái vòng hoa cực kỳ xịn sò và hữu ích luôn mọi người ạ. Mình sẽ gọi nó là vòng hoa hộ, kiểu như là hộ mệnh đi. Thực ra tên của nó không phải là như vậy, nhưng mà khi mà mình sử dụng nó thì mình sẽ gọi theo định nghĩa như thế. Nó được điều chế từ cái vòng hoa bình thường kết hợp với ngọc trai này cùng với lại một loại hoa mới. Thì nó sẽ tạo ra được cái vòng hoa này. Tác dụng của nó là gọi là bảo vệ các bạn, tức là khi mà các bạn bị tấn công á, máu của bạn quá thấp đi thì nó sẽ bảo vệ các bạn một mạng. Thì nó sẽ thay thế cho cái vòng hoa này. Ví dụ như là mình sẽ đến cái con kia đi, con boss nhung nham kia đi, thì từ các bạn cũng biết mà đúng không, giáp của mình không có và mình chỉ có 21 máu thôi, thì chắc chắn là cái con kia nó sẽ tấn công mình. Thì chỉ cần một đánh của nó thôi là mình sẽ chết rồi. Nhưng mà nếu như mình sở hữu cái vòng hoa này thì nó sẽ thế mạng cho mình ha. Đây, các bạn thấy không, mình sẽ rơi xuống còn một máu, không thể chết được. Và tất nhiên là cái vòng hoa nó sẽ biến mất. Đây, mình sẽ đeo lại này cho bạn coi ha. Đó, mình sẽ ăn một hũ sữa này. Ok, với 21 máu chắc chắn là mình sẽ chết bởi cái con này rồi. Nhưng mà nhờ cái vòng hoa nó bảo vệ, nó thế mạng giúp mình thì mình sẽ không bị chết. Đây là một trong những cái vòng hoa mình nghĩ rằng là tác dụng khá là được ha, khá là hay. Đấy, thì nếu như mình không có vòng hoa thì cho dù mình có 41 máu thì mình vẫn chết như thường. Ok, thì đây là tác dụng của vòng hoa, một điều thú vị mà mình nghĩ rằng là khá là hay trong cái bản cập nhật lần này. Và tiếp tục đến với một cái điều thú vị thứ hai trong cái bản cập nhật lần này, đó chính là chúng ta sẽ có thêm một dòng khảm đá mới ha. Nhờ vào cái huy hiệu sấm sét này thì nghe các bạn nhìn cái lõi sấm sét này, các bạn cũng biết rằng là cái dòng khảm là gì rồi đúng không? Đó chính là khảm sét ha. Mình sẽ khảm vào cái kiếm cận chiến này ha. Ok, thì cũng như cái cách khảm bình thường thôi, chúng ta sẽ đặt cái nguyên liệu phụ vào đây. Đó, khi mà mình khảm này để xem ra được hay gì, cái gì không ạ. Cái này là dòng roi sét cấp 3 đây. Đấy, mình đã có dòng roi sét cấp 3 và các bạn sẽ coi xem là tác dụng của nó như thế nào nhá. Này, đấy, các bạn thấy giật sét chưa? Đó, thì kiểu như là nó sẽ phụ đam thêm ấy. Mình vừa mới coi sét xong mà. Đây, nói chung là cũng tỷ lệ mọi người ạ. Hoặc là nó có một cái gì đấy, cái điều kiện gì đấy. Nhưng mà nhìn chung thì cái dòng sét này thì sẽ phụ đam cho các bạn. Uầy, nó sẽ giật lan mọi người ơi. Hình như là mình thấy rằng là nó giật lan đấy. Cái dòng sét này sẽ giúp cho các bạn đánh lan, đúng không ha? Đúng rồi, dòng sét này sẽ giúp bạn đánh lan ha. Xịn sò ngay. Ok, các bạn thấy cái dòng khảm này như thế nào? Mình thấy là quá là đỉnh luôn rồi cho cái việc mà chúng ta đi farm. Ok, điều thú vị thứ ba đó chính là chúng ta sẽ cập nhật thêm cua biển mọi người. Những bé cua biển này khi mà các bạn hạ tụi nó thì các bạn sẽ nhận được một cái thịt cua ha. Đây, mình sẽ hạ bé cua này đi. Đó, và chúng ta ăn vào sẽ có tỷ lệ hồi đồ no. Và nó cũng như là hồi xưa thôi, là khả năng cao các bạn sẽ vẫn bị đau bụng nếu như mà ăn thịt cua quá nhiều. Ủa, bị gì tấn công rồi? Ủa, à, mình bị cua kẹp các bạn ơi. Trời, các bạn này, hãy cẩn thận nhá, cua nó có thể kẹp các bạn đấy. Uầy, được đấy. Còn đúng 3 máu mọi người ạ. Sợ ở sự ấy. Ok, thì tóm lại là chúng ta sẽ có cua. Và khi mà giết được cua thì sẽ có thịt cua, thay vì là chân nhện hồi xưa là nấu lên ha. Và cua có thể kẹp chúng ta rất là nguy hiểm luôn. Ok, đến với điều thứ tư thì chúng ta sẽ có một cái loại đá mới. Cái này là đá ở tận biển sâu mọi người ạ. Nó sẽ giúp cho chúng ta chế tạo những cái món vật phẩm mới. Đây, đây là cái kiểu đá này đây. Do là bên Trung Quốc thì cái hình ảnh của nó có sự thay đổi, nên là nhiều khi về Việt Nam thì nó cũng sẽ hơi khác một chút xíu. Nhưng mà nhìn chung thì về cái chức năng công dụng chính của nó thì cũng không khác gì mấy. Mình sẽ đổi sang chế độ sinh tồn và sử dụng cái cuốc này để đào ra ha. Ok, đây khi mà mình đập thì nó sẽ ra những cái viên đá trầm tích nhỏ ở đây. Thì những cái viên này thì giúp cho chúng ta chế tạo những cái món vật phẩm mới. Nó gọi là mangan mọi người ạ, không biết là có đúng hay không, nhưng mà mình nghĩ là như thế. Hy vọng thì về Việt Nam nó cũng là tên mangan. Vậy thì loại đá này tìm ở đâu? Thì như mình cũng đã nói là nó nằm ở tận sâu dưới đại dương. Và các bạn phải đi xuống cực kỳ sâu ở phía dưới này
thì nó mới có thể tìm kiếm được những loại đá đấy ha. Nhìn chung thì nó rất là hiếm luôn. Đâm ra là mình cũng đánh giá là đây là một trong những loại đá cực kỳ khó khăn trong cái việc đi tìm ha. Đây, mình nhớ không nhầm thì đây. Đúng rồi, nó ấy mọi người ạ, chính là nó nằm ở tận đáy như này này. Đấy, thì việc tìm rất là khó khăn luôn. Và các bạn phải có rất nhiều cái công cụ hỗ trợ lặn cũng như là bình thở oxy các thứ thì may ra các bạn mới kiếm được loại đá này ha. Nên là đá này cũng khá là hiếm đấy. Và bây giờ mình sẽ đến với một cái điều thú vị thứ năm, là một điều cuối cùng. Đó chính là về cái bình oxy. Như ở bản cập nhật hiện tại Việt Nam của chúng ta thì bình oxy này sẽ không được sử dụng ở phía dưới nước. Mình nghĩ là vậy, mình nhớ không nhầm là như vậy ha. Chỉ có cháy oxy thôi. Và bây giờ thì chúng ta có thể sử dụng được cái bình oxy này ở phía dưới nước rồi. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà đeo một cái bình oxy này thì nó sẽ có một sự thay đổi không như hồi trước nữa rồi. Đó chính là nó sẽ hiện một cái than oxy ở ngay giữa trước mặt các bạn luôn. Các bạn thấy không? Điều này sẽ giúp cho các bạn có thể định hình được rằng là thời gian thở của chúng ta ở phía dưới nước còn bao nhiêu. Thì mình nghĩ rằng là đây là một trong những cái mà hình ảnh khá là hay. Nó sẽ khiến cho chúng ta khỏi phải cứ lúc nào cũng phải bật cái này lên để coi cái bình dưỡng khí làm gì. Thì như thế này thì chúng ta có thể nhìn được rồi, rất là dễ dàng luôn. Và đây là một trong những cái sự thay đổi, uầy, các bạn, đây là một trong những sự thay đổi mình nghĩ rằng là khá là hợp lý ha.